thêm hai thành viên BTS dương tính với SARS-CoV-2. Công ty quản lý của BTS công bố sau Suga, hai thành viên khác của BTS là Jin và RM cũng dương tính với SARS-CoV-2. Tối ngày 25 tháng 12, Big Hit Entertainment, công ty chủ quản của nhóm nhạc đình đám BTS, ra thông báo chính thức cho biết hai thành viên RM và Jin nhiễm virus SARS-CoV-2. Cụ thể, RM sau khi trở về từ Mỹ vào ngày 17 tháng 12 theo lịch trình cá nhân đã lập tức xét nghiệm PCR và có kết quả âm tính. Anh được tự cách ly tại nhà theo quy định phòng chống dịch COVID-19. Tuy nhiên, khi làm xét nghiệm lại trước khi hết cách ly thì lại nhận kết quả dương tính. Hiện sức khỏe của RM ổn định, không có triệu chứng cụ thể nào. Nam ca sĩ Jin dù trước đó đã hai lần xét nghiệm cho kết quả âm tính khi trở về từ Mỹ ngày 6 tháng 12. Tuy nhiên, đến chiều ngày 25 tháng 12, anh cả của nhóm bị cảm cúm, xét nghiệm PCR cho kết quả dương tính. Hiện Jin có triệu chứng sốt nhẹ và đang tự điều trị tại nhà. Phía đại diện BTS cho biết cả hai đều đã hoàn thành hai mũi vaccine từ tháng 8 và không tiếp xúc với các thành viên khác từ khi trở về Hàn Quốc. Đến hiện tại, BTS đã có 3 thành viên mắc COVID-19 là Suga, RM và Jin. Là nhóm nhạc nổi tiếng toàn cầu, BTS có lịch trình vô cùng bận rộn. Bảy chàng trai đã có chuyến công tác ở Mỹ vào tháng trước để biểu diễn tại American Music Awards và xuất hiện trong chương trình Late Late Night Show with James Corden. Công ty chủ quản cam kết đặt ưu tiên sức khỏe và sự an toàn của các nghệ sĩ lên hàng đầu và sẽ cố gắng hỗ trợ hết sức để các thành viên mau chóng bình phục.